mày là đi đâu chúng mày phải cẩn thận vào, chúng mày khóa cửa vào. Chứ nếu mà khóa cửa bình thường ấy thì chúng nó phá cửa ra là chuyện bình thường. Chắc là chúng mày hôm qua chúng mày đi chúng mày không khóa đúng không? Chúng mày chỉ cái đóng vào thôi đúng không? Không có mày không khóa mà. Thế tại sao mà nó vào tận nhà mà nó giúp ở đâu? Mà nó nghe được cái câu chuyện của anh với Thư xong bây giờ nó ra nó bắt nó biết là chị Thư bên này. Ở nhà. Nói thì đéo nghe, tao đã bảo mày đi đâu chúng mày khóa cửa rồi. Không, bây giờ mọi người cũng biết lỗi rồi mà anh. Không phải bây giờ nhá, nói là như thế nó làm ảnh hưởng đến vợ. Thế thì nó dính lúc mà mày khóa cửa mày đi ra đón anh nghe thì là nó lấp ở bụi cây này, nó đợi mày đi một cái là được chạy vào. Đấy, 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 thế thôi. Thế em khóa cửa rồi sao mà nó mà vào được? Chắc nó phá mẹ cửa ra đấy còn gì. Bây giờ anh đã bảo chúng mày như thế nào rồi. Chúng mày đi đâu, chúng mày khóa hộ anh cái cửa vào thì chúng mày đi. Bây giờ chúng mày đi ra ngoài, chúng mày đi mua đồ, chúng mày không khóa cửa. Anh nhờ chúng mày mỗi cái việc như thế thôi. Thế bây giờ để cho thằng Quang với thằng Dũng nó biết là chị Thư đang ở bên nhà anh. Thế bây giờ phải làm thế nào? Hôm qua em không muốn đâu, chúng bảo em đi mà không khóa cửa mà. Mình có mắng mọi người nữa, tại em bọn tớ đi khóa cửa mà. Nhưng mà ai biết đâu nó lẻn vào nhà từ khi nào bọn tớ làm sao biết được. Em vừa đi. Thế thì tao mới nhờ chúng mày là đi đâu chúng mày phải cẩn thận vào, chúng mày khóa cửa vào. Chứ nếu mà khóa cửa bình thường ấy thì chúng nó phá cửa ra là chuyện bình thường. Chắc là chúng mày hôm qua chúng mày đi chúng mày không khóa đúng không? Chúng mày chỉ cái đóng vào thôi đúng không? Không có mày không khóa mà. Thế tại sao mà nó vào tận nhà mà nó giúp ở đâu? Mà nó nghe được cái câu chuyện của anh với Thư xong bây giờ nó ra nó bắt nó biết là chị Thư bên này. Thế bây giờ tao hỏi mày nhá. Bây giờ nó đã biết anh với Thư ở nhà với nhau rồi. Nó về nó kể cho bố nó biết thì bây giờ bố chị Thư sang đây, bố chị Thư ấy bắt chị Thư về thì làm nào? Đấy, còn đấy nó mỗi cái như thế rồi đấy. Ở nhà. Nói thì đéo nghe, tao đã bảo mày đi đâu chứ mày khóa cửa rồi. Không, bây giờ mọi người cũng biết lỗi rồi mà anh. Không phải bây giờ nhá, nói là như thế nó làm ảnh hưởng đến vợ. Mà hôm qua bọn tớ khóa rồi mà, chắc bọn nó sang đây nó rình từ khi nào ấy, nó phá cửa mà. Lúc tớ với Trâm mà nó chẳng mà. Có chỗ nào. Mà rình bây giờ nó rình ở chỗ nào? Nhà thì có mỗi hai cửa đây, nó đi vào lối nào? Ngoài cái chỗ cửa này có nhiều nơi để nó rình mà, như ở ngoài vườn đi kia, ví dụ như ở đấy. Bây giờ anh em mình đi xem, chắc chắn là hôm qua sẽ có chỗ nào cửa sổ, mẹ xem là cửa sổ hay là cái chỗ nào vào tường nào, hay là ở trên bàn ngoái nào nó có lỗ hổng nó nhảy xuống không? Nhưng mà con nhớ là có khóa cửa mà. Con em có khóa cửa không? Khóa cửa làm gì mà? Có kinh nghiệm phải khóa cửa đầy đủ vào. Khóa cửa xong đi thẳng ra chỗ anh còn đúng không? Mẹ là có phải giơ chìa khóa không? Giơ chìa khóa không? Không. Không. Cháu bảo nó khóa cửa khóa ra mà. Thế nó cửa gì nó phá? Làm sao nó chui được vào lối này là không vào được đâu, nó chặt lắm. Hay là anh ơi, em nghĩ là bọn nó trộm được chìa khóa hay là bọn nó mở hay như nào? Cái này nó chui ra được vườn được nhỉ? Không mà nó ra sẽ vào được. Bây giờ thử ra vườn để em ra vườn xem có chỗ nào không? Rồi chắc nó hồi xưa ngoài này này. Xưa anh đi học ấy. Hồi này nó rình dọc ở đâu thôi. Hồi xưa anh đi học ấy là anh hay trèo lối cửa sổ vào được. Lọt đầu à? Hồi đấy mày bé teo, tiêu teo. Bây giờ người to đúng này mà chui được. Anh ơi! Hả? Đấy hai đêm bia này. Đâu? Đây này. Đâu? Cái bên nào? Đây này. Thế là mình làm gì có uống bia đâu mà sao kia mai có hai đêm bia ở đây. Ủa nhờ? Bia đi này. Có sao lại bia bia đâu ấy anh? Ủa hai chai bia này kéo kia. Không phải của mình à? Không không. Đó là nó chui ở dưới này, nó ở dưới này, nó lấp bên này, lấp người nó này. Thì em nghĩ là... Anh Dũng ở đây này, hai tháng hôm qua nó ngủ chỗ này là anh chắc này. Chắc còn vặt lá này này, Dũng đây đây. Lá này, cái này có một con mọ tốt lắm này, hôm nay anh Dũng đây này. Không biết nó có phải nó ở lớp ở đây không nhỉ? Em nghĩ là nó thủ bia này xong rồi để nó đánh nhau với bọn anh xong rồi nó mang ra đánh ấy. Nó phòng thân thế này. Phòng thân thì nó bảo sự nghỉ nó thương luôn đấy. Thế thì chắc chắn là nó lớp ở ngoài này rồi. Đúng rồi. À, thế tao hiểu rồi. Thế thì nó dính lúc mà mày khóa cửa mày đi ra đón anh nghe thì là nó lấp ở bụi cây này, nó đợi mày đi một cái là được chạy vào. Đấy, đấy, như thế thôi. Chứ bọn em khóa cửa rồi sao mà nó còn vào được? Chắc nó phá mẹ cửa ra đấy còn gì? Phá mẹ cửa ra đây. Đấy, anh ấy bảo mày rồi đi đâu khóa mẹ hai cái chìa vào. Khóa đúng một chìa, bây giờ nó phá ra là biết chị Thư bên này. Bao nhiêu công anh? Vâng, trong quan nó nấp đây bác ạ. Bọn cháu không để ý, cũng không nhìn, lúc đấy bọn cháu đóng cửa xong một phát là bọn cháu đi ra thẳng luôn mà, đi thẳng đường luôn mà, bọn cháu có ngó nhìn gì đâu. Thì đó cũng có để ý ra là mình nó vào luôn rồi. Con đã dặn hai bọn nó rồi là đi đâu ấy phải khóa cửa vào, với cả là đi đâu phải cẩn thận nó rồi. Không, từ cái hôm mà... Không phải, nó đi đâu, nó đéo để ý ấy, nó đéo khóa cửa vào ấy. Chắc đéo khóa cửa chứ khóa là sao nó vào được. Từ cái hôm mà em bị phát hiện... Có cái đéo gì khóa mà nó vào được. Nó chắc là nó phá khóa đấy. Phá khóa, bà nó xem, bà nó xem đi xem nó có khóa không. Nó phá không, khóa không cái gì vậy. Không, em nghĩ như thế này, chắc là như thế này rồi anh ạ. Cái lúc mà Bíp với cả Chiến đang đi lấy chìa khóa thì chúng nó lẻn vào bên trong rồi. Xong cái lúc mà mọi người khóa thì bọn nó đã ở bên trong đợi rồi.
Không phải đâu. Sợ nó dính như thế. Không, quá khó luôn. Thế bây giờ nếu mà chạy như thế thì thằng Chiến với thằng Bíp, con Bíp nó đã nghe thấy. Thì chạy bạch chân nó vào như thế. Ừ. Có phải là ma đâu mà không vào được. Một là chỉ có cách là nó đi xong nó phá ra về. Nhưng mà mình nhớ lại hôm qua về là ai mà cửa ra đầu tiên là về. Lúc đấy là về thì có phá không nhỉ? Hôm qua anh Thư phải không? Đúng rồi, hôm qua em mặc áo trong nắng rồi. Anh với em vào nhà xong là em mở cửa ra là nó ra cửa không khóa đúng không? Hình như cửa không khóa anh ạ. Đấy, không khóa đâu. Ừ, cửa không khóa. Nó phá rồi. Nó phá rồi. Ừ, đúng rồi. Thế mà hôm qua về bốn đứa về vẫn bình thường. Đéo nghĩ gì. Lúc đấy là mà nói chuyện cũng không nhớ ra, không để ý. Có khi nhiều khi mình nghĩ là bác lại đi làm về rồi ấy. Lúc đấy chị nghĩ là chúng tôi mở vào chỉ là khép cửa thôi chứ không khóa bạn ạ. Ê, chắc chắn là nó vào cái lúc mà hai bọn này nó đi ra đón anh rồi. Nhưng mà hay là mọi người quên không khóa ấy. Em nhớ em có khóa. Có khóa chắc chắn là nó đi đâu mà. Anh Kiên bảo là bây giờ để cho nó biết Thư như này, mẹ nó sang đây bảo bố đó, bố Thư sang đây làm nào. Bây giờ hai bạn này có chịu được đây, bây giờ hai bạn tìm cách cho tôi đi, bây giờ làm nào, bây giờ bố Thư mới sang đây làm nào. Bây giờ phải từ từ tìm cách để xem. Thế bây giờ mình đang nghĩ đi, bên tại ai? Bây giờ em cũng không muốn thế đâu, bây giờ không may xảy ra thế thôi anh. Ai muốn cắt bọn nó sang đây đâu. Thôi anh Kiên ạ, mọi người cũng biết là mọi người cũng cố gắng. Anh lo cho em, anh lo cho em, sợ là bố em sang đây, bố em đón em về ấy. Bây giờ lại cứ tại em mà mọi người lại cãi nhau xong rồi mọi người xảy ra xung đột như thế này, em không muốn. Không, lỗi là do bọn tớ cũng sơ sẩy nên không để ý. Người vội đi quá cũng không biết là ai nó vào như lẹn vào nhà. Nhưng mà anh Kiên nói bác ơi, hay là thôi cháu tạm thời cháu đi một thời gian. Chứ cháu ở lại đây này cháu sợ ảnh hưởng đến mọi người. Không, đấy là chị đòi đi rồi đấy. Thôi bạn ở đây đi, bạn nghe ở đây đi. Ở đây đi. Bây giờ nếu mà bố lô có sang thì tính tiếp chứ không. Cháu không sợ gì. Cháu ngại lắm bác ạ, bởi vì cháu mà mọi người bây giờ còn cãi nhau như thế này, cháu không muốn ở đây, cháu sợ ảnh hưởng đến bác, ảnh hưởng đến mọi người. Không phải không, đâu là đi đâu. Bọn em đi không bị ý là bọn nó lẹn vào nhà. Nếu mà biết thế bọn tớ đã đuổi bọn nó về rồi. Không, bạn sau cẩn thận. Vâng, lần sau cẩn thận bác ạ. Cẩn thận. Lần sau đi đâu trước khi đi đâu bọn tớ phải xem hết quanh nhà, trong nhà, ngoài xem có ai lẹn vào nhà không. Bây giờ lần sau phải để phòng, kéo khi nó còn, chào đem cả bé ngoan nó dỡ cả bé ngoan ra trong này nó nhảy xuống ấy. Chui xuống. Mạnh lắm. Trộm cắp nó còn bẻ cả khóa được. Nó phá cả tủ ra, nó lấy được đồ cơ mà. Chứ nhà anh, nhà cái bốn này nó có cái gì đâu mà nó phá được. Bây giờ bọn em đi đâu bọn em phải để ý vào một chút. Để thứ nhất này để đỡ ảnh hưởng đến anh, cái thứ hai ấy là đỡ phải khổ như Thư, chứ không phải là lo mà. Anh biết là chúng mày muốn giúp anh nhưng mà chúng mày nhiều khi chúng mày cứ muốn giúp quá, nhiệt tình quá thành ngu dốt đấy. Bây giờ chúng mày phải đi đâu, chúng mày phải để ý vào. Bây giờ bố chị Thư sang mới là anh đéo biết phải làm nào đâu, chứ anh bố chị Thư sang anh lại phải cứ được đưa chỗ khác một hai hôm. Xong bắt đầu là bố chị Thư sang tìm thì anh lại bảo là chị Thư đi rồi thôi, lại biết làm nào. Bây giờ tìm cách nào kiểu bố Thư sang thì phải đưa Thư đi chỗ khác rồi. Mà đéo biết là bố Thư đi sang bao giờ thôi, đùng một cái ông ấy sang. Thế thôi bây giờ em đi luôn hả anh? Không. Bây giờ em đi thì... Không, em đi đâu? Ở đây thôi. Chưa có chỗ đi. Em cứ trốn đi một mình thời gian, anh cứ ở nhà với mẹ, anh chăm sóc mẹ. Ở đây đi, có tận gì mình tính ra đi đi ông nọ đấy, ông nọ đã xảy ra nhiều chuyện như thế, nhưng mà ngoài đồng nắng lôi như thế. Đi đâu sau để ý nó vào, khóa cửa vào. Đấy, xem chưa, bây giờ chứ cứ đòi đi đấy, này, đi áo. Vậy sau cẩn thận, đi đâu phải nhìn thì xem. Nghe ngóng ngoài này xem có chìa khóa các thứ mọi người cất vào luôn này, đừng có để ngoài đây. Biết đâu nó rút được cái chìa khóa là nó đi đánh. Đi đánh chìa khóa khác đấy. Vâng. Nó mà cô lắm. Bây giờ sau em mất nhiệm với cô ấy, cô em đi cho cẩn thận. Anh đừng giận em nữa. Sau đó đi á, cửa sổ này á, mà không đóng cửa vào nhá. Tao lấy cái búa đập một phát. Là đấy, nhìn này. Này, mà đi tao bẻ một phát nó gãy luôn không? Đây này. Mềm nó oạt. Này. Đấy. Này lắm, đi không đóng cửa, quên đóng cửa chết luôn. Đấy, đi phải đóng cả cái cửa đấy vào. Đóng cả cửa này vào ạ. Trước khi đóng mà phải ngòm nhà, nếu có dình, nó có dình ngoài này, nó dình không này. Ngòm. Nghe ngóng mình không này. Bây giờ kể cả mình trong nhà thế thôi, nói chuyện gì, mình phải nói chuyện để ý cho có người nói chuyện. Đi nghỉ đi, người em mệt rồi, đi nghỉ đi. Suốt ngày chuyện nói chuyện kia, nó mình nghĩ đau đầu, nghĩ vừa thôi.
chỗ này không có gì đâu mà nghĩ ngợi cả, thôi đi nghỉ ngơi đi nhá. Vâng ạ. Nghỉ ngơi cho đỡ nó mệt mỏi rồi. Mọi chuyện có anh với mọi người giải quyết cho thì không đỡ một phần nào mà không phải lo đâu. Vâng. Bây giờ đi nghỉ ngơi đi. Vâng, bây giờ cứ đi nghỉ đi, lúc nào ấy thì gì đấy. Bây giờ ông sang khóa các cửa cổng vào. Thế là ông không sang được. Đấy khi mẹ con bảo bây giờ chỉ còn cách thế thôi. Với cả là con em ăn của chị ấy, không chị này chị này chị bây giờ chị đang nghĩ là vì chị nên là anh cãi nhau đấy, đấy ra chúng mày lúc nào chúng mày nói chuyện với chị đi, không chịu chị lại nghĩ là vì là anh vì này vì là chị đây chị anh em cãi nhau chị không muốn nói đâu, chị đang ngay nãy kìa. Bây giờ cãi nhau thư ngay nãy thư phải khơi mở đấy, bây giờ đồng viên thôi, tôi đã kệ nữa, không ngon lắm gì ở đây thôi. Thế ba giờ mà ví dụ như thằng ông mà biết ý, ông mà sang đây thì mình khóa cổng vào. Vâng. Thì ông sang là mình biết, thế là lúc đấy ông sang rồi là bảo Thư trốn đi sang bên nhà bên kia. Vâng. Thế là cho ông đi tìm, nhà mình không có Thư trốn ra ngoài được đấy. Đấy, trốn ra ngoài sang nhà bên kia là được. Ngoài nó có chỗ trốn này, ngoài rộng. Ngoài ung tùm cứ xa xa một tí là được. Thế là ông đi tìm nhà mình không thấy Thư nữa thì là ông phải chịu thôi. Vâng. Mình bảo là tôi chả biết Thư nó đi đâu rồi, thế là xong. Không có Thư đây đâu, ông chẳng làm gì được đâu. Ôi dồi. Mẹ đi làm đi. Mẹ đi làm đi, con ở nhà con bảo nó đi đâu khóa cửa các thứ cẩn thận.